quay trở lại với Color Man. Hôm nay là ngày 10 Tết và bây giờ là 7:40 và mình đã hoàn thành xong một cái video đi mua vàng đầu năm rồi. Bây giờ là cái video thứ hai. Và hồi nãy mình quên giới thiệu với mọi người là cái chỗ mua vàng đó là tiệm vàng Thuyết Dung ở tại chợ Tân Định nha mọi người. Đi cái tiệm rất là lớn, tại mình quên cái địa chỉ rồi, cho nên là qua cái clip này mình cũng xin nhắc lại cái địa chỉ đó. Bởi vì cái tiệm vàng này rất là dễ thương, thấy chị em rất là dễ thương, mà không biết có phải là mình có dị đoan hay không, nhưng mà năm ngoái mình vẫn rất là may mắn thật sự luôn. Đầu tiên cũng làm động thì rất là khó khăn, nhưng mà rồi chào con, Đoàn Lân đã tới rồi. Thôi chờ chú nha, chú ăn sáng ra ngoài bắt đầu nha. Khi nào chú bắt đầu chú kêu nha. Chú set up sẵn đi rồi, xong bắt đầu. Rồi, Long đi đường. Ok, chào con. Rồi, và bây giờ là video kế tiếp. Một buổi sáng của Color Man, mọi người ngay thắc mắc là mình một ngày làm việc của mình như thế nào, đó là đã như vậy đó. Và hôm nay là ngày đầu tiên làm việc, nó lại càng hứng khởi hơn nữa. Sau khi nghỉ một cái kỳ nghỉ Tết rất quá dài rồi, sung sướng quá rồi, bây giờ là bắt trở lại. Và mình cũng xin nói với quý vị và các bạn luôn là cái virus đáng sợ nhất không phải là virus corona đâu, mà là virus mình mới phát hiện, mình mới phát minh ra, mà mới tìm, mới khám phá ra là virus đáng sợ nhất là virus Lubien. Nói tóm lại là virus lười biếng. Có một số bạn lợi dụng corona để trốn luôn. Này, hôm nay là bánh mì dán queo luôn. Các bạn nói các bạn đi trốn dịch, không biết trốn cái ổ nào luôn. Thôi, mình tự làm cho mình chắc ăn. Ủa, này chưa rồi, cái này mở rồi. Ủa, cái nào rộng rồi, đây rộng rồi. Ôi. Tại vì vào mình ăn mấy món của mình rất là đơn giản, nên là cũng không cần phải... Đó, một ổ bánh mì đặc biệt, chả lụa thôi, xong. Ủa, quên. Lâu quá không có đi bán nụ cười, chiếc xe nụ cười nữa nên quên. Em cứ làm đi. Chết cha khách giờ rồi đó. À, có một cục bự đã vậy đó. Hồi nãy chị. Oh, wow. Em nhờ chị. Rồi, lấy đi. Nhưng mà con mấy bữa nay mọi người hỏi mình quá trời, bánh mì có bán Tết không? Mọi người hỏi bây giờ mình xin cho tiếp tục thông báo là anh An. Đây chả lụa quá. Đâu? Dạ muối tiêu thôi, bên kia. Này mới trở lại mà thiếu dân sự quá cho nên bà con thông cảm nha. Rồi, xong. Mình đơn giản như thế. Thấy nước tương ngồi ăn bánh mì chả lụa muối tiêu ngồi xong. Đây quả đế nữa.
của mình đã xong rồi. Ghế để tùm lum vậy, kéo ra đây ngồi nè, chấm máy này. Đang có báo chưa ta? Ồ, đây mình đã up cái clip kia lên rồi, chỉ còn có 27 giây nữa thôi đó. Lại hứa với cái chị chủ tiệm vàng Tiết Dung rồi cho nên là up lên liền lập tức. Wow.
tham quá. Đó, quý vị các bạn thấy là cái ngày đầu tiên đi làm của Colorman này, dạy môn thi Colorman này đó, các bạn này cũng đã lên để sẵn sàng để tham gia cúng kiến một mỗi lần và lát lên họp giao ban. Bánh mì Colorman đã trở lại, mọi người ghé ủng hộ nha. Cái đó là cái tờ 2 đô chú. Hả? Cái bao lì xì là tờ 2 đô à? À, của mình đó hả? Dạ đúng. Tối không? Dạ sáng. Tin hot là hôm nay học sinh được đi học thêm một tuần lễ nữa. Hôm nay là Tuấn thì vẫn đang yên tâm và bất tích. Đây toàn bộ trang báo của mẹ sẽ là trang 6 và trang 7 là dành hết cho chúng ta ngồi đây chúng ta sẽ được chứng kiến là cảnh các anh em công ty đi làm. Thank you.
hỏi con được không? Con có muốn không? Dạ. Bên đây con mấy tuổi? 6 tuổi. Hả? 6 tuổi. Hả? Dạ. Ồ. Hôm nay cứ thấy có nhiều anh lớn nữa vậy. Hôm nay đoàn mình bao nhiêu như bạn có thể? Dạ. Hôm nay đoàn con như bạn? Hôm nay mình tính tổng thể luôn á là gần 30 bạn. Hôm nay ở đây hả? Dạ không. Tổng thể luôn à, ở đây hay. Thì là mất 15 bạn. 15 bạn hả? Dạ. Rồi. Rồi lát muốn thăm chú lì xì ha. Ok. Chứ mấy bạn nhỏ này là muốn chú lì xì. Ồ, nó chú muốn luôn rồi hả? Ủa Tiến ơi, lát có chuẩn bị 15 bao lì xì cho tụi mấy đứa chưa? Ok rồi rồi. Rồi bắt đầu nhé. Được. Ai cho chú cầm tấm hình đi. Vô vô đứng cầm nó. Qua đây là con. Chào qua đây con. Đứng tường ráng quay con. Thank you.
Thank you.
hy vọng mọi người nói chung nó cũng chẳng có gì đặc biệt hết, nhưng mà nên rằng là mọi người có thích xem những hoạt động như thế đúng không nào? Bây giờ là 8:20 ở một ngày làm việc của Coleman thông thường là như vậy đó, buổi sáng là tốc hành như vậy quý vị, và chuẩn bị là chờ hết cái màn mua lên này thì sắp tới một vòng xong mình ngủ cà phê mình đọc báo chút xíu là 9:00 bắt đầu họp giao ban, và họp giao ban đầu năm của Coleman như thế này không có cái trò gì vui thì mình cũng hôm nay mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Mọi người đừng bỏ lỡ nhé, don't miss.